Được khánh thành vào cuối năm 2023, đường sách thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến yêu thích của người dân thành phố, mà còn là không gian dành cho nhiều hoạt động giáo dục ngoài nhà trường của các trường học trên địa bàn. Theo công ty đường sách thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, doanh thu của các đơn vị tại đường sách thành phố Thủ Đức đạt hơn 8,3 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, doanh thu của các đơn vị tại đường sách thành phố Thủ Đức đạt hơn 8 tỷ 300 triệu đồng với hơn 122.700 cuốn sách được bán ra. Chỉ trong hơn 6 tháng đi vào hoạt động, tại đường sách thành phố Thủ Đức diễn ra 171 sự kiện với nhiều loại hình phong phú đa dạng như chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả tác phẩm, chương trình nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, hội thi văn hóa, văn nghệ. Qua đó từng bước trở thành điểm đến được yêu thích của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, các gia đình trẻ đang sinh sống và học tập tại thành phố Thủ Đức. Trong 6 tháng cuối năm nay, đường sách thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc và nhiều chương trình như các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Nhiều hội sách với các chủ đề khác nhau cũng sẽ được phối hợp tổ chức để thu hút bạn đọc, góp phần lan tỏa tình yêu với sách và thói quen đọc sách trong cộng đồng.